Bình thường là cháu thấy ở trong miền Nam này á thì nó đang gặp một cái khó khăn, đó là thời tiết nó nóng hơn ở ngoài miền Bắc. Mọi người thì lại nuôi ở trong chuồng hở. Đấy, mọi người không làm được chuồng kín. Thế nên là thứ nhất là cái an toàn sinh học á là nó không được tốt, thế nên là đến lúc dịch bệnh xảy ra á thì là nó bị bệnh, nó rất là nặng. Đấy, mà những cái lúc mà dịch tả châu Phi nó kéo đến như này là nó rất là thiệt hại. Và cái thứ hai nữa là khi mà đến cái mùa nắng nóng đỉnh điểm, mà nhất là khu vực ở trên trên chỗ Bình Dương, chỗ Bình Mỹ nhà chú ấy, là hay có thỉnh thoảng cái mùa nóng nó có hay cơn gió Lào nó nóng ấy, thì dẫn đến là con heo nái nó bị nóng nóng quá thì nó dẫn đến là mất nước, xong rồi nó stress, sau đó là nó sẽ bỏ ăn. Mà những cái tình trạng đấy là dẫn đến là nó kiệt quệ sức khỏe của con nái. Thế nên là khi mà các chú xem được video của cháu mà áp dụng được cái phác đồ điều trị con nái bỏ ăn như thế là nó hiệu quả là đúng thôi, bởi vì là bình thường có ai biết truyền nước cho nái đâu, đúng không? Đúng rồi, đúng 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 rồi, chả ai biết đâu. Nói chứ ở đây giờ chỉ có mình chú với Văn, chú coi đầu tiên rồi chú Văn Bình nó còn biết rồi mà. Và sau chú chỉ cho Văn Bình, Văn Bình về nó hỏi chí tọt chỗ nào chỉ. Tại giờ chú coi từ cái lúc chú mới ra năm ngoái rồi, cái lúc mà đang trị, đang nửa đêm mà chạy đi trị một bầy cu rốc mà nó bị sốt bỏ ăn nằm giải tạc 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 đó. Dạ vâng. Từ cái đợt đó ra với một con mà chó trị mà nằm ở trong cái chuồng chó mà chết chết sống sống đó, tôi coi trong nhốt trong chuồng chó truyền nước 2-3 bữa là bắt đầu nó ăn lại đó, tự đứng Dạ. dậy ăn đó, Đúng rồi đấy. coi từ đợt đó tới giờ đó lâu lắm đó, Vâng, thế thì cũng đến hơn 1 năm nay rồi ạ. hơn chứ hơn Vâng. năm rồi, gần 2 năm rồi, nó Dạ. gần 2 năm rồi. Đấy, dạ vâng. Thế nên là thực ra là trên bây giờ trên phương tiện thông tin đại chúng thì nó phát triển ấy, thế nên là chú cháu mình tự dưng nó cảm thấy nó gần nhau hơn, mặc dù chưa được gặp nhau lần nào nhưng mà cảm giác nó rất là gần gũi ấy, bởi vì ngày nào cũng được nhìn thấy nhau, xem nhau ở trên tivi nên thành ra nó rất là gần gũi. Thế cháu cũng rất là tiếc là vụ này vào cháu vào là cháu không lên được nhà chú. Thì để vụ sau này cháu về vào để cháu lên thì chú vừa 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 nói chuyện với cháu nên là cái vấn đề về kháng thể đấy dùng như thế. Bình thường thực ra là bình thường cháu nói ấy, thì có thể là mọi người luôn luôn nghĩ rằng là cháu sẽ nói Không tốt về tin, sản phẩm của cháu không bán. tin đâu. Đúng rồi. Nhưng mình xài, mình có xài rồi mình mới biết được. Và đấy nên người trực tiếp dùng như chú ấy thì có những cái phản ánh trực quan hơn, khách quan hơn, và cái nhận Đúng xét rồi. nó rất là chính xác về sản phẩm, bởi vì là sản phẩm có nói tốt đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng mà vấn đề là về tay người sử dụng nó tốt thì người sử dụng đánh giá tốt thì nó mới là tốt. Đấy. Thế nên Đặc là biệt là kháng thể với cái đường glucose cảm nhận hai hai cái món, nhất là kháng Vâng. thể xài cho dùng cho heo con rất là tốt, Dạ cái vâng. này tốt cực kỳ luôn. Đấy. Heo con rửa tiền cho nó vô là nó mập bẩm, nó ăn uống đã dùng đã, chỗ nào nấy tròn vo không mất nhìn đã. Đúng rồi, mà gluco tiêm cho con nái rất là nhanh tỉnh đúng không chú? Đúng 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 chính xác. Vâng. Glucose với hô hấp con nái con chú mà nó nói nó nổi về giống y như cơm trái vậy mà nó sốt nó bỏ ăn nằm lư luôn, mà Vâng. chú chích cái kháng thể với vô nước với đường glucose mà trị đứt luôn Vâng. Đấy, chú á. tiêm mỗi cái gluco đấy thôi là nó cũng im được đúng không? Nó cũng hết mề cơm trái lên. Về cơm trái mới nổi, mình về về cơm trái lên là gặp tình trạng như như khoảng 7-8 năm trước là chú gặp cái tình trạng đó là chú bị chết gần 100 con. Dạ vâng ạ. Thế Nổi về con trái là nó sốt bỏ ăn là chết, Dạ đâu có vâng. chích, ở đây không có ai chích hết, Dạ vâng thú ạ. y chú muốn biết bao nhiêu thú y chích cũng hết, nó là cái này nó bị tại sao Dạ bỏ vâng tay ạ. rồi, chỉ có chết thôi chứ thôi chỉ có đào hố mà chôn thôi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cái đợt vừa rồi năm ngoái chú coi cái vụ truyền nước, chú truyền là hết trị đứt luôn, giờ nó khỏe Dạ. đang ăn ngon. Dạ vâng, đấy. Nên là được được tiếp cận về kiến thức ở trên mạng thì lại lại mua được những dòng thuốc hay về sử dụng mà bình thường khu vực mình rất là khó mua và thậm chí là không mua Không được có ạ. không có nó mấy thú y đây, nó chỉ là giờ giờ thứ này giờ chỉ có đem giờ đào lỗ sẵn chôn thôi, giờ Dạ khi vâng. mai chôn chứ bỏ chứ nó bị này làm sao mà ai mà cứu cho được. Dạ Nhưng mà vâng. nói ra thật sự nói ra không ai tin, Dạ nói vâng. thì không ai tin, nhưng mà chỉ có mình xài rồi mình sử dụng rồi mình mới biết. Vâng, thế thì cái trường hợp của nhà chú cái vấn đề về heo heo mà tầm 20 cân bị tiêu chảy ra máu á thì là xong là cháu sẽ làm một cái video và cháu sẽ hướng dẫn mọi người cách điều trị để chú vừa là chú xem mà vừa để mọi người xem á thì là sẽ có những cái phác đồ điều trị quả chắc chắn là điều trị được. Mà tỷ lệ hao của nó sẽ không thể nhiều như của nhà chú được, nên là chú yên tâm. Thì xong cháu sẽ làm cái phác đồ xong rồi cháu sẽ đăng lên, thì xong rồi lần nữa sau mà nó bị chú áp dụng như vậy nhá. Rồi 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 Dạ rồi. vâng ạ. Chú vừa xong chú gọi điện cho mình từ Bình Mỹ.
Bình Dương, Vĩnh Phúc nhá. Thì là trường hợp của nhà chú ấy, vừa nãy là mình rất tiếc là mình không ghi âm được cái cuộc điện thoại ngay từ đầu. Thế nên là các bạn sẽ không nắm được cái tình hình của lợn nhà chú. Thì bây giờ mình sẽ tả lại cái tình trạng của nhà chú là lợn là cứ bị tầm đến 20 cân là nó sẽ quay ra là nó bị tiêu chảy, mà nó bị tiêu chảy ra máu cơ. Sau đó nó lây lan ra toàn chuồng và nó bị chết. Thế nhưng mà ngược lại là lúc mà chú bị ấy, chú lại không liên hệ lại với mình. Thế nên là mình không cho chú được cái phác đồ phù hợp. Thì bây giờ mình sẽ giúp chú cũng như là làm video này để giúp tất cả mọi người là biết về cái trường hợp này. Nó đấy cái trường hợp mà mình vừa miêu tả ấy, là thứ nhất là lợn bị tiêu chảy này và tiêu chảy ra máu, máu nó lại màu hồng hồng này đấy, hoặc là màu đen này, mà khi mà bị con heo nó vẫn béo mập chứ nó không bị tụt nhiều đâu. Thế và cái vấn đề quan trọng nhất nó là có những con ấy nó bị phân đen, trong đó là nó chảy từ trên hậu môn nó xuống lên cái khoeo ấy. Thì là chú gọi điện cho mình để nhờ mình tư vấn về cái trường hợp đấy. Tại vì là mình vào đến miền Nam rồi, nhưng mà thực ra từ nhà mình lên đến nhà chú nó rất là xa, mà mình lại không có phương tiện di chuyển. Mà nếu mà thuê taxi đi thì cái tiền taxi nó rất là cao. Thế nên là mình xin phép là mình sẽ làm video ở tại nhà để hướng dẫn cho mọi người, hướng dẫn cho chú để có một cái cách khắc phục cái trường hợp mà heo bị tiêu chảy ra máu nhá, và máu màu hồng, hoặc là cái phân đen mà nó chảy từ từ hậu môn xuống đến khoeo. Thì là trường hợp đấy mình sẽ gọi nó là trường hợp cái bệnh này nó sẽ là bệnh truyền nhiễm nhé, nên là nó sẽ lây đấy, và nó sẽ gọi là bệnh hồng lị đấy, bệnh hồng lị đấy. Thì các bạn lưu ý là khi mà bị cái bệnh này á, là cái đường ruột của con heo nó sẽ bị chảy máu, và chắc chắn là nó bị chảy máu nên là cái máu nó mới ra ngoài ngoài hậu môn đúng không, thì mình mới nhìn thấy là nó màu hồng đấy. Điều đấy là chắc chắn là khẳng định nó là heo bị chảy máu rồi. Khi mà heo bị chảy máu như thế thì cái việc đầu tiên nó là mình phải tạm thời cho con heo nó ngưng ăn. Nó ngưng ăn để cái đường ruột nó bình thường ấy, khi mà mình nạp thức ăn vào trong cơ thể nó, cái đường ruột nó sẽ hoạt động như thế này, co bóp để nghiền nhuyễn thức ăn. Thế thì bây giờ con heo nó đang bị chảy máu thì cái vết thương ở trên đường ruột nó sẽ có, và nếu như mình cái đường ruột nó vẫn cứ tiếp tục co bóp như này thì nó không khác gì nó là cái một cái máy bơm nó đang vận động để nó kích thích cái máu nó chảy mạnh hơn. Thế nên là mình phải cho con heo nó ngừng ăn lại để cái vết thương ấy nó được nghỉ, để nó không chảy máu nữa. Giả sử như có một cái vết thương mà mình đứt ở tay này, mình băng bó thấy nó cầm máu rồi thì mình nhận tháo băng ra, nhưng sau đó tay mình cứ vận động thường xuyên, thế là thành ra là vết thương nó lại chảy máu lại đúng không. Thế nên là cái việc đầu tiên khi mà điều trị những cái trường hợp mà bị tiêu chảy ra máu đó là phải cho con heo ngừng ăn. Cho con heo ngừng ăn ít nhất là 1 ngày đến 2 ngày là phải ngừng ăn, chỉ cần uống nước thôi cũng được, hoặc là các bạn sẽ cho những ăn những cái dòng dinh dưỡng rất là nó hấp thu dễ, ví dụ như là dòng sữa chẳng hạn đấy. Hoặc nếu không thì các bạn cứ yên tâm là con heo nó nhịn ăn trong vòng 1 đến 2 3 ngày là không chết được đâu, miễn là nó vẫn được uống nước là nó vẫn sống, hoặc là nếu trường hợp con heo này yếu quá thì truyền nước cho nó. Thế còn trường hợp những heo 20-30 cân thì không thể truyền nước được, hoặc là truyền nước thì rất là vất vả. Thì các bạn cứ cho heo nhịn ăn tạm thời 1 đến 2 ngày để cho đường ruột nó nghỉ, sau đó là mình sẽ tiến hành là trợ sức cho nó bằng cách là thứ nhất, heo bị mất máu, heo bị mất máu thì mình phải bổ sung ngay một mũi sắt đó. Bổ sung ngay vào mũi sắt để nó bù lại để cái lượng máu mà nó đã bị mất đã, để cho con heo nó khỏe lại lên đã. Và khi mà cơ thể nó khỏe, nó đề kháng nó tốt thì lúc đấy bắt đầu mình mới đi điều trị những cái bệnh về sau. Thì có hai cách để bồi bổ cái lượng sắt cho nó, là một là tiêm trực tiếp là sắt vào, hai là nếu trường hợp các bạn không có sắt thì các bạn sẽ tiêm những cái dòng thuốc bổ như là dòng này. Cái dòng này thì nó có B12 và nó có rất là nhiều các loại chất dinh dưỡng ở bên trong nữa. Thế nên là nó sẽ giúp con heo nó phục hồi và giúp cái con heo ấy trong cái quá trình nó bị bệnh ấy, nó sẽ tăng được cái sức khỏe lên. Đấy, nó là hai cái dòng đầu tiên. Sau đó là mình sẽ tiến hành kiểm tra xem là con heo nó có bị sốt không. Nếu mà trường hợp con heo nó sốt thì mình sẽ tiến hành là tiêm hạ sốt. Còn nếu trường hợp con heo nó không sốt thì mình sẽ không cần tiêm hạ sốt. Và điều quan trọng mà nữa là mình phải đi tìm được cái dòng kháng sinh phù hợp để đặc trị cái bệnh này. Cái bệnh này nó là bệnh hồng lị, nó giống như ở trên con người mình nó gọi là kiết lị á. Đấy, thì là mình phải dùng cái dòng kháng sinh phù hợp. Thì cái dòng kháng sinh phù hợp nhất cho con heo ở trong cái bệnh này đó là Teamulin và Lancospec hoặc là Tylosin. Thế nhưng mà các bạn lưu ý là những trên thị trường bây giờ có rất nhiều những cái dòng thuốc này, nhưng mà mình khuyến cáo là các bạn nên dùng cái Teamulin và có kết hợp với Colistin trong một dạng lọ tiêm. Tại vì mình không có mẫu ở đây, thế nên là các bạn lưu ý giúp mình là cứ ra quầy thuốc hỏi mua Teamulin có colistin để tiêm này. Sau đó là nếu mà trường hợp mà bị bệnh nặng, các bạn kết hợp với Lanco cho mình. Hai cái thuốc đấy kết hợp với nhau là tiêm cái bệnh này sẽ rất là nhạy. Thế còn nếu mà trường hợp như mà bệnh nó nhẹ thôi thì mình có thể tiến hành tiêm một trong hai dòng, một là Lanco, hai là dạng Teamulin kết hợp với colistin.
Còn nếu mà với những cái trường hợp mà mình những cái con mà nó một hai con nó đã trong đàn nó bị thôi đúng không, thì những cái con còn lại thì mình sẽ dùng là colistin này, colistin dạng bột này, đấy, colistin dạng bột nhá, và teamulin dạng bột, đấy. Thì bình thường là nếu mà bị nặng thì mình sẽ dùng teamulin với colistin, hai cái này kết hợp với nhau trong một lọ tiêm để mình tiêm. Thế còn khi mà những cái con còn lại trong đàn ấy, mình sẽ trộn phòng bằng hai cái này mình trộn lẫn với nhau, mình sẽ trộn phòng, đấy, mình sẽ trộn phòng cho đàn heo còn lại. Và lúc mà heo nó mà nhịn ăn ấy, mà lúc nãy mình nói heo nó nhịn ăn ấy, mà mình các bạn sợ nó bị yếu đuối quá mà sợ nó chết ấy, thì các bạn sẽ dùng những cái dòng này, dòng beta, nó trong này nó có beta này, vitamin C rất hàm lượng rất là vừa phải thôi, và kết hợp với lại cái táo dược ở trong này nó là cái sữa non. Thế nên là khi mà bà con dùng cái này á thì hòa ra nước cho nó uống ấy, thì nó hấp thu dưới dạng dinh dưỡng vi lượng thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái đường ruột của nó. Đấy, thì là các bạn dùng cái này để thay cái việc là cho ăn cám, đặc biệt là phải nhịn ăn, thế nên là mình sẽ dùng cái này để thay ăn cám để con ăn. Thế còn lại là trong thời gian mà sau khi con heo nó bị xong mà nó cần phục hồi, lúc đấy đường ruột nó rất là mỏng manh và rất là dễ 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 tổn thương. Thế nên là lúc nó phục hồi là mình sẽ cho dùng cái dòng này, đó là stop viêm ruột và stop viêm chảy. Stop thì ai cũng biết nó là dừng, đứng lại đúng không, thì nó là những sản phẩm là đây, hai sản phẩm này. Thì hai sản phẩm này thì có cái nước này nó có tác dụng, nó là kích thích mọc lại những cái lông nhung trong đường ruột, phục hồi lại những cái tổn thương ở trên đường ruột. Và cái sản phẩm bột này nó chính là cái thành phần là men tiêu hóa. Nhưng mà cái men này á, nó không phải là men bình thường, bởi vì men bình thường nó là men này, men bình thường nó là men này. Nhưng mà cái men này nó chỉ có tác dụng là cân bằng các hệ vi sinh vật rất là nhẹ nhàng và giúp hấp thu dinh dưỡng trong cái thời kỳ là heo nó đang khỏe mạnh thôi. Còn lúc mà heo nó đang bị bệnh hoặc là những lúc mà cần thiết cấp bách thì mình dùng men này, bởi vì men này ạ, nó đắt gần gấp 3 lần cái men này. Đắt gần gấp 3 lần cái men này. Và cái men này nó được nuôi cấy trong một môi trường rất là khắc nghiệt và nó được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về. Thế nên là cái dòng men này nó được nuôi cấy trong một cái môi trường rất là đặc biệt. Nên khi mà vào đường ruột ấy, cái men nó sẽ tiết ra một cái chất trung gian mà nó có tác dụng giống như là mình đang dùng kháng sinh vậy. Đấy, nhưng thực tế nó lại không phải là kháng sinh. Thế nên điều khác biệt của nó là như vậy. Nó vẫn là các gốc men thôi các bạn nhìn nào. Nó vẫn là các gốc men thôi. Nhưng vấn đề là gốc men ở Việt Nam mình nó cũng ghi như này, gốc men ở bên ngoài nó ghi như này. Nhưng khi các bạn dùng cái men này nó sẽ khác hoàn toàn các bạn nhé. Đấy, thế còn cái sản phẩm này thì nó nâng cao được cái hệ đường ruột, cái hệ vi lông nhung thì nói là chắc chắn rồi. Còn cái vấn đề mà quan trọng nhất mà đặt ra nữa, đó là mình muốn đưa cho bà con những cái giải pháp để làm sao để đề phòng trước khi nó bị bệnh. Chứ còn mình không muốn rằng là nó bị bệnh xong đó rồi mình mới đi giải quyết cái hậu quả, bởi vì lúc đấy nó sẽ rất là thiệt hại. Thứ nhất là chi phí điều trị nó tăng cao, thứ hai đó là cái hao mòn do cái bệnh này nó gây ra, nó là chết lợn, do là lợn nó bị hao con đi, thì cái vấn đề nó rất là thiệt hại. Thế nên là cái biện pháp mà mình phòng để nó không bị nó mới là tốt nhất. Thế nên là đưa ra cái phương án phòng, thứ nhất là cái con heo nó, cái đường ruột của nó là bệnh đường ruột, thì đầu tiên nó là mình phải nâng cao cái đề kháng của đường ruột lên bằng cách đó là thứ nhất là định kỳ bổ sung cái kháng thể đa giá, là cái kháng thể gamma globulin mà bà con đã biết rồi, để nâng cao cái sức đề kháng tự thân ở trong cơ thể nó. Sau đó là mình định kỳ là dùng men đấy, định kỳ, bởi vì heo nó đang bị ở cái lứa tuổi tầm choai choai, nó tầm 20 cân đúng không, thì bắt đầu từ lúc bắt đầu tập ăn cho đến lúc tách sữa ra là mình định kỳ là mình sẽ dùng men tiêu hóa, là cái men này, men màu trắng này. Đấy, và cái dòng sản phẩm đó là cái axit lactic, là cái bộ béo heo con. Thứ nhất là mình dùng định kỳ trong quá trình mà con, từ lúc con heo con bắt đầu tập ăn cho đến lúc mà nó cai sữa, cho đến sau này nó lớn tầm 30-40 cân, là mình định kỳ dùng men sống này, dùng cái bộ béo heo con này, để nó cân bằng cái hệ vi sinh vật trong đường ruột, để cho đường ruột nó tốt lên. Và một tuần mình sẽ dùng 3 bữa cái cặp lúc nãy mà mình nói, một tuần mình sẽ dùng 3 bữa cái này, hòa vào nước hoặc trộn vào cám cho ăn. Một tuần dùng 3 bữa cái này. Cái này một tuần chỉ cần dùng 3 bữa thôi. Thế còn cái men tiêu hóa với lại cái axit lactic là chính là cái bộ béo heo con. Đấy, bộ 3 sản phẩm này chính là cái này. Đấy, cái bộ béo heo con này, men sống chịu kháng sinh này và beta C plus, ba cái này là liên tục hàng ngày trộn vào cám cho nó ăn. Đấy, thì là đường ruột của nó sẽ tốt lên này, miễn dịch tăng cao này. Thì nhất là trong những cái thời gian là chuyển mùa như thế này á, thì nó rất là phù hợp với những cái đàn heo mà nhất là nuôi ở trong chuồng hở. Nếu mà nuôi trong chuồng kín rồi, cái nhiệt độ rồi tất cả mọi thứ nó ôn hòa thì sẽ hạn chế được những cái vấn đề kích thích về stress. Nhưng mà cái khi mà heo ở trong cái lứa tuổi mà nó liên quan đến là chuồng hở
Thì cái mùa này nóng lạnh thất thường, ở miền Nam thì rất là nóng, miền Bắc thì lại bắt đầu giao mùa lạnh. Thì nó sẽ rất nhiều yếu tố stress, thì mình dùng cái bộ ba sản phẩm này nó sẽ làm cho con heo con nhà mình ấy, nó sẽ khỏe mạnh hơn, tăng đề kháng hơn và nó sẽ hạn chế được nhiều các bệnh tật hơn. Đấy, thì đây là những cái giải pháp mà mình muốn đưa đến bà con. Thì những cái bà con nào mà đang áp dụng cái quy trình của em Thúy rồi ấy, thì sẽ thấy được rằng là hiệu quả nó có nó đến đâu. Thế còn hôm nay thì em Thúy một lần nữa để giới thiệu đến bà con những cái giải pháp như thế này. Bởi vì những cái sản phẩm em Thúy đưa đến bà con ấy hầu như là hoàn toàn là không có kháng sinh. Bởi vì em Thúy hướng đến cho bà con một cái phương pháp chăn nuôi sạch, an toàn và hạn chế được kháng sinh trong chăn nuôi. Bởi vì kháng sinh nó là một yếu tố nó giúp cho con heo con nó có nghĩa là khi mà mình sử dụng, mình lạm dụng kháng sinh quá thì dẫn đến là cái hiện tượng là nhờn kháng sinh này, hoặc là sử dụng kháng sinh quá này nó tốn kém này. Đấy, thay vì việc là mình mua một cân Amox nó là 550 nghìn thì 550 nghìn đấy mình mua được gần như một bộ sản phẩm này. Một bộ sản phẩm này có một gói này là 180 này, một gói này là 130 này và một gói này là 205 này, đúng không? Thế thì là mình mua được một bộ sản phẩm này, được ba sản phẩm này thì mình dùng được rất là lâu. Đấy, và nó rất là an toàn. Đến lúc sau này mà đến lúc nó bị bệnh ấy, có một ngày nào đó mà nó bị bệnh ấy, thì lúc đấy mình dùng kháng sinh ấy nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu mà bình thường mình đã phòng bệnh bằng kháng sinh rồi thì nó đã nhờn rồi, thì đến lúc mình điều trị ấy là mình phải dùng kháng sinh liều rất là cao, đúng không? Mà thứ nhất là nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tổn thất về kinh tế, và thứ hai nữa là khi mà dùng kháng sinh nó bị nhờn rồi, đến lúc sau mà dùng kháng sinh để điều trị ấy, nó rất là khó khăn và vất vả. Thế nên là đây là thông điệp mà em chỉ muốn gửi tới bà con này, hãy hướng tới cái việc chăn nuôi sạch và hãy hướng tới cái việc chăn nuôi là không lạm dụng kháng sinh, để làm sao để chúng ta chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.